Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe S155 này, rồi 150 MS King Sonic, SH và Winner. Thì đồng hành giới thiệu vào trong này thì có anh Thảo sẽ hỗ trợ giới thiệu. Hôm nay tiếp tục em về cái giảm giá cái dòng S155 mọi người, và về được vài con S155 2024 mọi người nha. Thì em báo giá cho mọi người, giảm giá trực tiếp vào xe cho mọi người luôn. Gần Tết rồi, anh em nào có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ với em nha. Đầu clip này thì có con S155 màu trắng đen mọi người nè. Con này là phiên bản mẫu cũ nhưng mà con này thì cũng hiếm mọi người nha. Giờ rất là hiếm cái màu này nha. Thì con này em đang xả kho với giá 43 cũ rồi mọi người nha. 43 cũ khóa thông minh luôn mọi người nha. Đó, dòng này thì anh em mua góp thì hỗ trợ cho anh em trả trước 5 triệu là nhận xe nha. Rồi, một cái con gọi là màu xanh đời 2024 tháng ABS mọi người nha. Đây, con này anh em đang hỏi rất là nhiều nha mọi người. Con này thì em đang bán với giá là 50 triệu mọi người nha. 50 triệu bao gồm thuế VAT mọi người nha. Đó, đối với đời 2024 tháng ABS mọi người nha. Đó, còn 2023 thì nó nằm dao động là ví dụ như con này thì khóa thông minh luôn thì 43 cũ thôi. Còn nếu anh em lấy khóa thường á thì em giảm với mọi người, như màu đỏ này thì đang bán với giá 41 cũ mọi người nha. Đó, màu vàng 43 cũ mọi người nè, khóa thông minh luôn nha. Nhưng cái màu này thì sơn lên thì là 44 cũ màu bạc khóa thông minh mọi người nha. Đó, nhưng màu xanh này thì là 44 cũ mọi người nha, 44 cũ nha. Màu đen khóa màu đen khóa thông minh cũng đang 44 cũ mọi người nha. Đó, và cái bộ màu mà kỷ niệm 60 năm này được này em giảm với giá là 43 mọi người nha. Đây, còn con màu đen nhám này 44 cũ, 43 cũ mọi người nha. Đó, khóa thông minh luôn. Còn nếu mà màu sơn lên 3D nè, đấy 44 cũ mọi người nha, 44 triệu nha. Đó, rồi cái màu mà gọi là màu giới hạn mọi người, 44 triệu mọi người nha, 44 triệu nha. Và một cái màu mà gọi là không còn màu xám bánh đỏ mọi người nha. Con này á thì hiếm mọi người, em cũng còn đâu đó còn 5 con thôi, mà màu riêng 100% luôn, em xả với giá 46 triệu mọi người nha. Đó, rồi màu xanh GB đời mới mọi người nha, màu riêng luôn 44 triệu mọi người nha, 44 triệu bao gồm VAT mọi người nha. Rồi, màu xanh quân đội nè mọi người, màu xanh quân đội, một cái màu mà gọi là cũng là huyền thoại nè. Con này vào cái màu xám màu xanh mà gọi là bánh xanh màu xanh luôn mọi người nha. Đấy, em xả với giá là 43 cũ rồi mọi người nha. Khóa thông minh hết mọi người nha. Rồi, cái này có 50 nè mọi người nè. S150 đang bán với giá là 41 cũ mọi người nha. 41 cũ thôi, 41 triệu thôi mọi người nha. Đó, con này thì trả trước tầm khoảng 5 triệu nhận xe nha. Anh em mà quan tâm tiếp theo là dòng MX King mọi người nha. MX King thì tháng này đang xả với giá là 42 cũ rồi mọi người, 42 triệu thôi nha. Đó, bao gồm thuế VAT luôn. Và một cái con mà anh em rất là rẻ luôn mọi người nè, Sonic mọi người, Sonic trắng đỏ mâm đỏ mọi người nè. Chưa bao giờ rẻ đến hôm nay nha mọi người. Con này thì chỉ còn 45 triệu thôi mọi người nha, bao gồm thuế VAT mọi người nha. Đó. Rồi, ngoài SH Mod đi. Qua SH Mod mọi người nè. SH Mod thì con này là màu xám mọi người nha, xám là ABS mọi người nha, đang bán với giá là 63 cũ mọi người nha. Đó, còn nếu anh em mua mà cái loại như màu trắng này, màu đỏ, màu xanh nha, bản thường á mọi người, bản thường người ta bán với giá là 58 triệu nha mọi người, bao gồm VAT mọi người nha. Dòng SH này thì anh em mua góp trả trước cho em tầm khoảng 12 triệu là nhận xe mọi người nha. Đó, ở bên này thì có SH 125 2024 này mọi người. Con này thì em đang bán với giá 74 cũ mọi người nha, 74 triệu bao gồm VAT mọi người nha. Rồi, màu trắng đỏ đen thì 74 luôn nha. Còn nếu SH 160 á thì C thì là 90 triệu mọi người nha. Còn bản ABS á thì là 97 triệu mọi người nha. Đó, bản ABS 97 triệu nha. Ngoài ra em có một con SH màu xám mà 125 sơn lên mọi người nè, bản C luôn nè. Đây đang bán với giá là 75 triệu mọi người nha. Đó, con này thì trả trước tầm khoảng 15 triệu thôi là anh em hỗ trợ cho mọi người trả góp rồi nha. Rồi, cái SH 150 ABS đó mọi người. ABS thì em đang bán với giá là 100 triệu thôi mọi người nha. Đó, em lỗ mọi người từ được đây, nó còn hai đâu ba con nha. SH 150 ABS mọi người. Giờ em bán em xả cho mọi người luôn, còn 100 triệu bao gồm thuế VAT hóa đơn cho mọi người luôn nha. Đó. Okay. Trước tầm khoảng là 30 củ là nhận xe nha. Bên này có Winner. Ô tô đi. Hai con CBR em xả tiếp cho mọi người luôn này. Con này thì đang bán với giá là 62 củ mọi người nha. Giảm cho mọi người nha. Còn con này thì đang bán với giá là 60 củ thôi mọi người nha. Đó, xả cho mọi người còn 60 củ, trả trước 15 củ là nhận xe mọi người nha. Winner. Rồi, Winner V3, con này bản CBS này, màu trắng đen thì đang bán với giá 32 triệu mọi người nha. Còn anh em mua cái màu mà HRC này, con này là 35 củ mọi người nha. Đó, thì nó còn đầy đủ tất cả các màu rin luôn, như màu đen, bạc và đỏ luôn mọi người nha. 35 củ mọi người nha. Rồi, màu sơn á thì là 33 củ mọi người nha, bản C nha. Và đặc biệt là còn hai con Winner V2 này mọi người, 31 củ mọi người nha. Đó, trả trước cho em tầm khoảng là 3 củ trở lên là mình hỗ trợ là mua góp được rồi mọi người nha. Rồi, thì thủ tục trả góp thì em cũng nhắc lại luôn, anh em chỉ cần mang theo căn cước công dân thôi, lên cửa hàng làm hồ sơ,
tầm 10 phút thôi là anh em có thể nhận xe về rồi. Anh em ở xa muốn lên ship xe thì cứ liên hệ với mình nha. Nhưng mà mọi người ở xa thì phải lên mua xe thì làm thủ tục xong thì cửa hàng mới có ship xe được mọi người nha. Và liên hệ trước với em sẽ hỗ trợ cho mọi người 1 triệu tiền xăng khi lên mua xe nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người nha.